đi mua ống nước để chuyển cần này. Nó bán là 1,5 m 2 m đổ lên, mét rưỡi 2 m đổ lên, cần 1,3 m phải mua 1,5 m để chọn cái loại ống dày. Tôi nghĩ chắc là ống mỏng cũng được nhưng mà thôi cứ an toàn ở trên hết đây. Đấy xong là đo cái cần xong đấy là cắt đi. Cái này nặng quá phết đấy. Đây. Nó cắt đến đây. Đến đây thừa 20 phân. Rồi cho an toàn rút cái cần vào trong. Thôi chết rồi, không vừa. À may quá vừa. À thôi chết rồi, không vừa rồi. Thôi. Không ăn rồi. Nào giờ. Cái gì không vừa đây? Chết rồi. Không vừa rồi. Nó bị hơi chặt cái đầu này. Tôi phải đi tôi mua cái ống khác rồi. Không ăn rồi. Chết rồi. Thì súng đổi không biết người ta có đổi cho không. Các bạn nó chưa gửi bao giờ nên là không có kinh nghiệm. Đấy nên phải đi mua cái ống to hơn như này nữa rồi. Đấy cái đầu cần đây này, nó hơi chặt. Nó hơi chặt này. Tôi sợ nó sẽ bị va chạm thế nào đấy. Chắc chắn nó phải đi đổi cái cây khác rồi. Đấy. Thì đổi cái ống to này. Cái ống to mất thêm các mất thêm 15.000 nữa. Này, chưa có kinh nghiệm gửi, chưa gửi bao giờ. Hơi loằng ngoằng. Ok, vừa khít khít. Hơi nặng đấy. Rồi ok, này là ok rồi. Đây mai tôi hướng dẫn anh em quấn cước vào máy câu này. Cũng tiện thôi. Câu Zolo này. Đây anh em cho giáp cần vào đây đúng không? Kích kim lên. Rồi ok. Đây là quấn cước. Bây giờ mới bóc. Mới bóc tem. Phá trinh. À cước 360. Đây anh em này, quấn cước này. Để như này anh em quấn nó sẽ bị xoăn. Bị xoăn cước lên. Anh em để này giúp tôi. Luồn qua cái đầu cần này. Đấy, biết bằng nào có. Alo. Ở đây mình vừa chạy ra bưu điện mình hỏi cho bạn thì cái cần câu ấy thì người ta tính là cái đồ cồng cành. Công kênh ấy bạn chuyển là nó mình lấy cả cái ống nhựa dày để cho tránh những trường hợp nó bị va chạm ấy. Của bạn chuyển nguyên cái cần câu rồi đã hết 150 rồi. Trăm người ta bảo là 160 mấy nghìn tính 150 ha. Đấy cả cái đồ kia tất cả các thứ mình cân lên nó rơi vào khoảng 1,6 cân bạn người ta bảo là hết 101 nữa. Rồi thế bây giờ như này này.
cái câu câu ấy thì thực ra mình có câu qua mấy lần rồi, thế bây giờ mình tháo ra cho mình tháo ra mình cuốn cho bạn một cái cuộn cước mới tinh đây, đang làm clip để cuốn hướng dẫn anh em cuốn vào máy câu này, xong mình cuốn cho bạn, thế xong rồi còn bao nhiêu cước thì mình bỏ đấy cho bạn ha. Úi rồi không phải nghĩ, cái này thì có một dòng con cá mười mấy cân ha. Được, được. Đây cái này đây đang cuốn cho bạn này, hướng dẫn cuốn vào máy tiện thể, hướng dẫn anh em luôn cuốn vào máy câu đây này, xong rồi thì chút để lên đi xem clip thì có ha. Rồi, rồi ok bạn. Rồi ok để làm xong mấy cái chương trình này đã xong rồi cho nó gọn hết rồi xong nó bây giờ mới tính được ha. Rồi ok bạn thế nhé. Rồi ok. Tôi đang cuốn máy cuốn đồ cho bạn này này đây anh em. Cái trong lúc anh em buộc vào, thực ra cái này nó rất chỉ là tối nha. Tối lắm là anh em khó nhìn, để tôi phải lấy cái gì đấy tôi kê bên dưới đây cho màu nó trắng. Anh em mới dễ nhìn được. Cái này nó rất chi là căn bản là ngoài cái chỗ này ra thì tôi nhà tôi không còn cái chỗ nào thích hợp hơn để mà làm được mấy cái trò này cả. Đấy, này ha. Rồi, ok, này là nhìn được chưa nhỉ? Thấp này xuống một chút. Rồi ok. Đấy. Cước này. Anh em buộc cái này giống như kiểu là buộc lưỡi câu thôi. Đấy. Phong thủy cho 7 vòng ha. Xỏ qua đây. Qua đây anh em giết cái là lên. Đó. Là rất chi là chắc chắn rồi đúng không? Này. Thực ra nó quay nó mờ mờ nên nhìn nó không rõ lắm nè. Đấy rõ rõ rồi đấy. À. Đấy. Siết thế này rất chi là chặt rồi. Cái này các bạn siết cho một cái nút vào đây nữa. Nút vào đây xong để cắt cái đầu này đi thì nó quá chi là chắc chắn, này không bao giờ nó bong được. Không bao giờ nó tuột được. Đấy. Này có mà các bạn kéo con cá voi cũng được. Đấy, cắt bỏ đoạn thừa này đi. À. Đây bây giờ cho vào máy này, khá quan trọng. Cho vào trong máy câu này. Anh em luồn nó qua cái này. Luồn qua đây. Đó. Luồn qua đây rồi anh em cuốn vào đây cho tôi 3 vòng. Cái này nó là thít nút mà, anh em lấy rộng ra xong lúc sau siết vào sau ha. 1 2 3. Rồi cho 4 vòng đi ha. Đấy cái máy câu này nghe rất chi là sướng tai này, cái này mà đánh lăng xê mà nó lôi thì thôi rồi. Số 3 vào cũng được, 3 vào cho tuột được. Anh em siết chặt cái này vào này. Chặt này và nó ok, không bao giờ bong. Đấy. Đó là mỗi trường hợp nó sợ nó nóng tay ấy, thực ra là nó chả nóng đâu. Đấy. Anh em cho lên đây. Rồi giữ tay ở đây quấn vào hết máy câu thôi. Đấy ra vướng ở đâu này, đây vướng long hoàng đây này. Anh em để ý cái máy câu này nó chạy ra rất chi là mượt đấy, thấy không? Bởi vì là nó đúng chiều, đúng chiều thì nó chạy cước vào nó sẽ không bao giờ nó bị xoắn này đấy. Còn nếu mà bây giờ dở lại cái nó cước nó xoắn tít lò ngay, quận nó rất chi là khó đấy, thấy không? Vào cước rất chi là mượt. Đó là cước vào máy rất chỉ là dễ thế thôi.
tôi lại rất khoái mấy cái trò này. Đó, tôi ngồi tôi cuốn cả ngày cũng được, rất thích. Đấy, cuốn đến đây là vừa rồi. Anh em không lên cuốn quá đầy. Quá đầy cái lúc mà các bạn đánh ấy, nó sẽ hay bị bung cước ra. Đây này. Nó sẽ hay bị bung cước ra ngoài. Anh em xem cái máy câu này. Cái này mà các bạn mà đánh lăng xê thì kéo thì thôi rồi, đi câu trộm thì đừng có mang cần này đi. Này, các bạn nghe này. Anh em nghe thử cái máy nó kêu này. Đấy, nó kêu rất chi là đanh. Cái này dòng cá rất chi là sướng. À. Ok. Cước phải xài 3 lần thoải mái. 3 lần. 3 lần cuốn máy. Cước nó khá chi là bền và dài. Giá thành thì rẻ, không cần thiết phải cước Shimano làm cái gì. Rách ruột. No. Móc khóa này. Ok. Hạt chặn. Thực ra đánh lăng xê không cần hạt chặn, nhưng mà đây tôi cứ buộc, đây là cái này tôi buộc cho một bạn, dòng máy cho một bạn thôi. Ra mấy cái này đánh lăng xê thì cái hạt chặn này đánh lăng xê thì không cần. Cho vào để đánh lục thì chẳng lẽ đây không cho vào đến lúc mà đánh lục lại lôi ra buộc lại. Đấy, anh em nhìn thấy không? Cước nó vung ra rất chi là ác này. Đấy là nếu mà trường hợp cuốn đầy, nhưng mà gần như này là vừa rồi thì các bạn vung ra ngoài câu. Các bạn đánh xong là cái chỗ bị vung này có nghĩa là nó ra ngoài rồi, rất chi là ổn. À, tôi sử dụng hạt chậm to một chút này, chặt cước tương đối nó tốt. Đấy, buộc vào khóa này nó cũng thế này. Thường ấy, anh em sẽ buộc như này này. Cước buộc hai lần, buộc vòng ở đây như này, nhưng mà cái cước này cước to, xiên một lần cũng được thôi. Này là tôi buộc giúp anh em nên là cứ chắc chắn một chút. Còn thực ra cái cước mà lớn như này 3.6 như này tôi câu tôi chỉ có buộc xiên một xiên thôi chứ không xiên hai xiên như này. Tôi chỉ cho 5 vòng thôi mà nơi buộc hộ cứ phải phệt cho 7 vòng. Xem nếu mà không hợp phong thủy 17 vòng thì về rút ra buộc lại. Nó quá chi là chắc chắn rồi. Đầu đây xiết lại cái nó cho sát gốc đây. Ok. Cái nó xong. Thỏa mái chắc. Hạt chặn nó cho sát xong đây. Để cho cái quá trình mà ném phao này nó không bị phao nó không bị tụt xuống dưới thế thôi. Ok. Xong rồi. Đấy, máy câu nghe rất sướng này. Còn khoảng 10 cân nó mà lôi như này thì rất chi là phê.
Ok, xong đấy. Đây thôi, là các bạn này là anh em quấn xong cái máy câu này. Chặn siếc đầy đủ này. Người nhiều anh em thắc mắc ấy, tại sao lại có hai hạt chặn, có người thì cho ba hạt chặn. Hai hạt chặn này trong trường hợp mình câu một ổ. Ba hạt chặn trong trường hợp các bạn câu hai ổ. Hai ổ này, ví dụ các bạn câu hai ổ thì căn hai hạt chặn, mỗi hạt chặn một ổ. Với cả mấy cái người mà đánh một cái cước nhỏ quá ấy, thường cho hai hạt chặn để cho nó cái chặn này nó khó trôi. Nhưng mà cái cước này cước 3.6. Ok. Đấy, ok, xong. Đấy, xong phát này thì anh em cứ mua cước về tự quấn đi. À, quấn nghe sướng lắm. Ok. Đấy, này lại đóng hộp cho vào đây. Chuyển giả cái bạn này. À, xem trọng lượng cước nào. Cước là trọng lượng có 9,5 kg thôi, nhưng mà anh em nào học toán học rồi vật lý nọ chay tính tốt thì biết được là lực mỗi 1 mét cước là nó ra là sẽ lại chịu lực thêm bao nhiêu đấy, chẳng hạn ví dụ như thế. À, chả ở Việt Nam chả có cá ngừ giống như kiểu ở bên nước ngoài đâu mà lo. À, cái cước hôm trước tôi câu có 1.5 mà được cả con 9 cân ấy, nên là không phải lo. Cũng cùng một loại cước này. Cước này 3.6, quánh thoải mái luôn. Ok. Đây là đóng để chuyển đi cho bạn này. Thực ra cái này nó rất chi là lồng khồng. Tôi không định đây. Không định là cho xốp đâu, nhưng mà nó rất chi là lồng khồng. Nên bây giờ để cho nó bớt lồng khồng đi, tôi sẽ cho thêm xốp vào đây. Bạn ấy về bạn dùng cũng được. Thì nó sẽ tất cả những cái đồ nó sẽ chặt lại với nhau, mà nó cũng chống đi, chống va đập rồi nó kia. Thế cái xốp này thực ra nó chỉ giúp để chặt cái gói hàng thôi, chứ còn cái xốp này nó rất chi là nhẹ. Các bạn nói nhẹ như xốp mà, nhẹ như bông, nhẹ như xốp. Đầy đầy một chút để cho cái hộp nó đỡ bị móp. Đấy, rồi ok. Giờ đi dập lại cuốn băng keo kín mít bên mịt. Thế là xong.